Ni xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Ni sẽ làm món bún thịt nướng, một món khoái khẩu của ông xã mình. Ông xã mình hôm nay cũng order bún thịt nướng này luôn. Thì mọi người cùng xem công thức của Ly làm nha. Thì đây Ly có một miếng thịt ba chỉ, một quả dưa mê, một cái salad và một hộp giá đỗ. Thì trước tiên là bây giờ mình phải đi sơ chế thịt đã nha. Thịt thì mình rửa đi và cắt lát mỏng. Thì ở đây Ni cắt lát mỏng 1cm, cũng như lần trước Ni làm thịt nướng bánh mì á, thì lần này Ni cũng làm như vậy. Tại vì đây là Ni dùng bằng nồi chiên không dầu Ni nướng. Nếu như mà không dùng nồi chiên không dầu á, nếu mà Ni mà dùng bằng nướng than luôn ấy, thì Ni sẽ thái thành miếng, cắt vào, cắt rồi xiên vào que. Hoặc là Ni sẽ để cắt một miếng to luôn để mà nướng trực tiếp trên than lửa. Nhưng mà vì là trời lạnh, mới lại có mỗi mình Ly ở nhà mà Ly đang bầu, cho nên Ly sẽ không tự nướng bằng than củi. Thường thường thì mình với ông xã sẽ nướng bằng than củi, tại vì cả hai người đều rất là thích ăn thịt nướng bằng than củi, tại vì nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng ở đây, mùi đặc trưng của cái than củi á. Thì là bình thường là hai đứa mình sẽ nướng bằng than củi. Thế nhưng mà vì bây giờ hiện tại mình đang bầu, mới lại lúc này mình làm thì là có mỗi mình ở nhà thôi, cho nên là mình không nướng bằng than củi được. Để đợi khi em Sóc ra đời rồi thì lúc đấy mình sẽ nướng bằng than củi cho mọi người xem. Thường thường mình với ông xã mình, kể cả mùa đông hay mùa hè, là hai người sẽ vẫn nướng thịt trên than củi, tại vì cả hai rất là thích ăn nướng thịt trên than củi. Nên là đợi đến có dịp thì Ly sẽ quay lên cho mọi người xem. Thì ở đây Ly cũng vẫn thái thịt dày khoảng 1 đến 1,5 cm thôi. Thì thái mỏng mỏng ra như vậy, thì ướp trong vòng có khoảng có ít nhất 30 phút rồi là nó đã, thịt nó đã ngấm ngay rồi, chứ không cần phải thái dày ra hay là thái như nào. Thì ướp như vậy nó sẽ nhanh hơn. Xong sau đấy mình sẽ lấy một củ tỏi, một củ hành. Và đây mình có 3 nhánh sả. Thì sả ở đây mình để sả đông đá, nên là mình không có sả tươi. Thì bây giờ mình sẽ băm tỏi mê hành ra, rồi băm sả tiếp nữa. Thì ở đây Ly ở bên Thụy Điển không có nhiều đồ có sẵn như ở Việt Nam, cho nên là Ly sẽ dùng những cái gì mà Ly có tại nhà Ly, thay vì là phải dùng giống như kiểu ở Việt Nam. Với lại bên này nhiều cái không thể làm có ngay như ở Việt Nam được. Việt Nam thì cần thì mình có thể chạy ra ngoài chợ mình mua, hoặc là chạy ra ngoài tiệm tạp hóa mua, nhưng ở đây thì không có. Cái này thì mình phải mua để dành ở trong nhà trước đấy, rồi mình mới có để mua, có để dùng á. Thì như kiểu sả cũng vậy, sả mình có trồng lấy nhưng mà nó lâu lớn lắm, tại vì mùa hè ở bên Thụy Điển này nó rất là ngắn, không thể kịp trồng được củ sả để ăn được. Mà trồng trong nhà thì nó lại không, mùa đông thì nó là không có đủ lắng để trồng. Cho nên là thường thường thì mình sẽ đi mua về để mình dùng, rồi mình cất vào trong tủ đá. Những cái đồ đông đá được thì mình sẽ đông đá, còn những cái gì không đông đá được thì không có, cũng không cần đâu. Nhưng mà thường thường thì mình sẽ mua về đông đá nhiều hơn. Rồi bây giờ mình quay qua ướp thịt. Ở đây thì Ly có dùng một ít lá lốt. Tại vì sao Ly cho lá lốt? Tại vì cái mùi của cái lá lốt á, khi mà cho vào thịt nó rất là đặc trưng. Rồi một ít xíu muối, một ít hạt nêm, một ít mì chính. Thì ở đây mọi người gia giảm theo theo mua kiểu của mọi người. Thì mọi người ăn mặn nhạt thì mọi người gia giảm theo mọi kiểu mọi người. Nhưng mà chủ yếu là sẽ có muối, mì chính, bột lêm, nước mắm. Thì ở đây Ni cho 2 thìa nước mắm, 2 thìa dầu hào, rồi một chút ít ngũ vị hương, một thìa tương ớt, mấy 2-3 thìa dầu điều màu vào để cho cái màu của cái thịt mình nó được vàng đẹp.
với một thìa mật ong. Thì Ni cho mật ong vào đây để cho nó vừa có độ ngọt nữa cho thịt nữa, chứ không phải là để cho nó có màu không đâu. Rồi bây giờ mình chỉ cần đảo nó lên và đợi ở đây trong vòng khoảng 30 phút, 15-30 phút là nhiều, chứ không cần phải lâu quá đâu. Tại vì thịt mình thái mỏng rồi cho nên nó sẽ rất là dễ ngấm mà, cho nên là cũng không cần lâu quá đâu. Rồi Ly sẽ ướp ở đây ít nhất là 15 phút, về rồi thời gian ông xã mình về đến nhà là thịt sẽ cho vào nướng. Giờ mình đợi được thịt khoảng 15 phút rồi thì mình sẽ xếp vào vỉ nướng, xếp từng miếng vào vỉ nướng như vậy. Bây giờ Ni sẽ cho vào nồi chiên không dầu nha mọi người. Thì ở đây Ni có hai khay thịt thì Ni cho hết vào cả hai luôn. Rồi Ni sẽ để nhiệt độ là 175 độ nướng trong vòng 30 phút. Mà trong vòng 30 phút đấy thì mình sẽ để cứ canh 15 phút là mình sẽ bỏ ra và lật lại miếng thịt. Vì cái nhiệt độ của nồi chiên không dầu nó nóng rất là nhanh mà nó cũng rất là dễ bị cháy, cho nên là mình sẽ kiểm tra trong vòng cứ 15 phút là mình sẽ lật thịt một lần. Thì cái vỉ bên trên á, thì nó sẽ được chín nhanh hơn, là nó sẽ có cái màu nhanh hơn bên dưới. Đây là lúc là thịt nướng xong rồi nè. Giờ Ly sẽ cắt nhỏ thịt ra để cho vào bát để ăn. Ở đây thì Ly ăn kèm với rau salad. Thì trong rau salad có rau húng, rau mùi, dưa chuột thái nhỏ, cà rốt thái nhỏ và giá đỗ nữa. Thì có ăn cùng với nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt thì ở đây Ly nấu nước mắm đường sẵn rồi. Xong đến lúc nào mà ăn thì Ly chỉ việc bỏ ra và cho thêm chanh vào nữa là xong. Chứ Ly không cần phải pha nữa. Mà ông xã mình cũng thích ăn nước mắm như vậy hơn là ăn nước mắm tươi trực tiếp. Ông ấy không ăn được nước mắm trực tiếp. Thì ở đây Ly sẽ vầy một cái bát như này. Thì có giá đỗ, salad, rồi thịt và nước mắm chan lên trên cùng. Nước mắm á, mà mình nấu trước như vậy nó rất là sánh, rất là mịn, nó rất là ngon hơn là mình ăn nước mắm mà mình pha. Cho nên là Ly thường thường sẽ nấu một cái xoong rất là nhiều luôn. Bây giờ mời mọi người ăn cùng với hai vợ chồng nhà Ly nha. Lâu lắm rồi hai vợ chồng nhà mình mới được ăn bún thịt nướng như vậy. Ngon lắm luôn. Xem bát của ông chồng mình tự làm nè. Đây, ông ấy ăn nhiều bún hơn mình một tí. Thì ông ấy cũng làm như mình. Thì cũng có salad, cũng có dưa chuột, rồi tất cả các loại trộn lẫn vào. Mà có một cái rất là hay là khi mà lớp mắm á mà lấu lên thì ông ấy sẽ ăn lớp mắm. Nhiều khi ăn xong rồi còn hút cả lớp mắm. Nhưng mà nếu mà lớp mắm mà pha không thôi ấy, chỉ có pha mấy nước pha vừa mới pha xong á, thì ông sẽ không ăn như vậy. Tại vì ông không thích ăn cái lớp mắm đấy, nó không được ngon bằng cái lớp mắm mà mình đã nấu. Cho nên khi hôm nào Ly sẽ làm một cái video về nấu nước mắm lên cho mọi người. Ông ấy khó tính về cái khoản ăn nước mắm, tại vì Tây mà họ không ăn được những cái mùi lặng mùi á. Nhưng mà khi nước mắm mình nấu lên như này rồi thì cái mùi của nó cũng không có còn nhiều như trước nữa, nó không còn được hăng hắc như trước nữa. Cho nên là ông ấy cũng thích ăn như vậy hơn. Nhìn ông ấy cầm đũa cũng giỏi ha mọi người. Mà thực chất ra là trước khi gặp Ly á, ông ấy cầm đũa không có giỏi như vậy đâu. Xong là cầm đũa còn bị chuột rút, đau hết cả tay luôn á. Nhưng mà sau khi ở với Ly khoảng tầm 3 tháng là bắt đầu biết dùng đũa. Mà dùng đũa gắp giỏi lắm. Bây giờ dùng đũa gắp rất là giỏi. Những cái đồ bé tí á, như kiểu cái da đỗ hay là những cái hạt á, cơm rồi là những cái sợi bún nhỏ á, cũng có thể gắp được rồi đấy. Cho nên là thấy cũng chịu khó học ăn đồ Việt lắm. Mà ông ấy cũng thích ăn đồ Việt lắm. Nhìn sau lúc ông ấy đã ăn hết sạch bụi mà vẫn còn muốn ăn tiếp đấy mọi người ạ. Bây giờ lấy thìa vớt hết những cái còn lại ở trong bát, không được vớt đi một tí gì luôn, tại vì ngon quá mà vẫn còn muốn ăn nữa đấy. Nhưng mà nghĩ rằng là sợ béo ông ấy sợ béo cho nên ông không dám ăn nhiều đấy mọi người ạ. Thì cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video của Ly nha. Xin chào mọi người.